rời ghế CEO GoViet. Việt. Trên trang Facebook cá nhân, bà Lê Diệp Kiều Trang, CEO GoViet Việt vừa cho biết, mình sẽ rời khỏi chiếc ghế nóng của công ty này. Lý do dẫn tới sự thay đổi trên bởi Lê Diệp Kiều Trang đã quyết định lựa chọn một hướng đi khác. Đây đã là lần thứ hai bà Trang rời khỏi vị trí giám đốc điều hành của một công ty công nghệ. Trước đó, Lê Diệp Kiều Trang đã có khoảng gần một năm đảm nhiệm chức vụ giám đốc Facebook Việt Nam kể từ tháng 3 năm 2018. Lê Diệp Kiều Trang cũng đã tạo được nhiều dấu ấn trong lĩnh vực công nghệ với vai trò là nhà sáng lập giám đốc điều hành và giám đốc tài chính của công ty khởi nghiệp tới từ thung lũng Silicon, Misfit. Sau đó, Misfit được tập đoàn Fossil mua lại vào năm 2015 với mức giá 260 triệu đô la Mỹ. Với Gâu Việt, vị trí CEO của ứng dụng gọi xe công nghệ này lại một lần nữa thay đổi chỉ trong vòng 6 tháng. Hồi tháng 3, ông Nguyễn Vũ Đức và bà Linh Nguyễn đồng loạt thôi chức tổng giám đốc và phó tổng giám đốc phụ trách phát triển sản phẩm của Gâu Việt. Chia sẻ về quyết định của Lê Diệp Kiều Trang, Gâu Việt cho biết, cả hai bên đều đã cố gắng để có thể làm việc cùng nhau. Thế nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Theo số liệu của ABI Research, GoViet hiện có khoảng 10,3% thị phần ứng dụng gọi xe tại Việt Nam. Hiện Grab vẫn đang là ứng dụng dẫn đầu thị trường gọi xe công nghệ khi chiếm 72,9% thị phần.